Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin giải trí. Và bây giờ là tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Không gian tiệc cưới 10 tỷ xa hoa của Đông Nhi và Ông Cao Thắng tại Phú Quốc. Cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng quyết định về chung một nhà bằng lễ cưới diễn ra vào tối ngày 9 tháng 11. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại khu resort nổi tiếng của Phú Quốc. Sáng ngày 9 tháng 11, dàn sao Việt đã tất bật ra sân bay để bay sang Phú Quốc dự lễ cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Các đồng nghiệp nghệ sĩ đều vui vẻ tiết lộ những món quà bí mật và lời chúc sẽ trao cho cô dâu, chú rể tối ngày hôm nay. Trước giờ diễn ra hôn lễ, mọi công đoạn chuẩn bị cho lễ cưới cổ tích của Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã hoàn tất. Không gian đám cưới được thiết kế với màu sắc chủ đạo là màu trắng, được trang trí nhiều hoa tươi. Dãy ghế dành cho 500 khách mời được sắp xếp bao quanh khu vực diễn ra tiệc cưới. Những chi tiết nhỏ nhất của tiệc cưới đều được trang trí cẩn thận. Lễ cưới của cặp đôi sẽ bắt đầu vào 15:30 chiều ngày 9 tháng 11. Trước đó, Đông Nhi tâm sự, cô muốn tổ chức lễ cưới tại bãi biển. Cuối cùng, ông Cao Thắng đã biến mong ước đó trở thành sự thật. Để có một ngày trọng đại đúng đẳng cấp, siêu đám cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng, thiếu gia của tập đoàn nhựa, đã chi đến gần 10 tỷ đồng và huy động hàng trăm nhân sự để chuẩn bị. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, công tác chuẩn bị đang gấp rút được hoàn thành. Theo ghi nhận, đám cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng sẽ mang màu trắng chủ đạo và được trang trí rất nhiều hoa tươi. Lễ thành hôn của cặp đôi đã gắn bó gần một thập kỷ, sẽ được cử hành ở bãi biển 8.000m2 vào lúc 15:30. Đây là thời điểm hoàng hôn đẹp nhất ở Phú Quốc và hứa hẹn sẽ có một khung cảnh đầy cảm xúc lãng mạn. Theo tiết lộ trước đó, đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng chỉ mời 500 khách VIP, trong đó có 200 nghệ sĩ nổi tiếng và an ninh được thắt chặt, hạn chế cơ quan truyền thông tác nghiệp. Ngoài các nghi thức truyền thống, lễ cưới còn có nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc. Trên sân khấu chính, đội ngũ tổ chức đã sắp xếp sẵn một chiếc đàn piano lớn. Ngoài dàn nhân sự khủng để trang hoàng cho hôn lễ, 6 xe tải 10 tấn chuyên dụng đã chở thiết bị âm thanh, ánh sáng, đảm bảo mọi thứ được chỉnh chu nhất. Dàn hoa baby trang trí nhập ngoại lên đến số lượng 2 tấn. Với bãi biển diện tích hơn 8.000m2 được trang hoàng đẹp mắt, hai nhân vật chính cùng dàn khách mời hứa hẹn có một đêm tiệc đáng nhớ. Những hình ảnh đầu tiên trong khách sạn cũng đã được ekip hé lộ. Được biết, toàn bộ khách sạn sẽ được block hoàn toàn trong 48 tiếng để phục vụ riêng cho đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã bao toàn bộ vé máy bay, nơi ở để mời dàn khách mời tới Phú Quốc trong ngày trọng đại. Theo một nguồn tin thì nhân vật chính đã thuê 10 căn biệt thự cho gia đình và những phòng nghỉ hạng sang trọng nhất cho bạn bè và đồng nghiệp. Sau việc đổ bộ ra sân bay chuẩn bị tới Phú Quốc để dự đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Sáng sớm ngày 9 tháng 11, đông đảo nghệ sĩ của showbiz Việt đã tề tụ ở sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị khởi hành đi Phú Quốc. Nhã Phương cùng dàn nghệ sĩ đổ bộ ra sân bay, cô xuất hiện một mình mà không có ông xã Trường Giang. Minh Hằng diện trang phục trẻ trung, năng động, đi cùng với Khả Ngân đến dự đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Vợ chồng Tiến Luật, Thu Trang cũng có mặt tại sân bay để ra Phú Quốc dự đám cưới đàn em. Dư Nhi mặc áo lệch vai mang theo quà để tặng Đông Nhi trong ngày trọng đại. Diễn viên Khả Như nổi bật tại sân bay với gu thời trang sexy cùng áo khoác màu cam. Ngay từ sáng sớm, vợ chồng Dương Khắc Linh và Sarah Lu đã rạng rỡ có mặt tại sân bay. Diễn viên Song Luân diện đồ bộ thể thao năng động và trẻ trung, anh rất vui vẻ tạo dáng trước ống kính phóng viên. Ca sĩ Trúc Nhân cũng đến dự đám cưới. Khổng Tú Quỳnh là một trong số phù dâu tại lễ cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Cô có mặt ở sân bay để ra Phú Quốc. Vợ chồng Ưng Hằng Phúc ở sân bay chuẩn bị lên đường tới chúc mừng đồng nghiệp. Phạm Quỳnh Anh cũng vui vẻ có mặt tại sân bay. Cô là đàn chị rất thân thiết với Đông Nhi.
Không khí tại sân bay vô cùng tấp nập, nhộn nhịp. Dàn nghệ sĩ xuất hiện thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo người dân có mặt tại đây. Được biết, đám cưới của Đông Nhi Vọng Cao Thắng có sự tham gia của 500 khách mời, trong đó khoảng 200 là đồng nghiệp nổi tiếng trong showbiz. Cả hai đã bao toàn bộ vé máy bay, nơi ở để dàn khách mời tới Phú Quốc trong ngày trọng đại. Theo một nguồn tin thì nhân vật chính đã thuê 10 căn biệt thự cho gia đình và những phòng nghỉ sang trọng hạng nhất cho bạn bè và đồng nghiệp. Hôn lễ sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30 phút chiều ngày 9 tháng 11 dưới hoàng hôn trên biển, với kinh phí được đầu tư dự tính lên tới 10 tỷ đồng. Toàn cảnh lễ rước dâu, đám cưới Đông Nhi và ông Cao Thắng. Ngày 8 tháng 11, Đông Nhi và ông Cao Thắng tổ chức lễ rước dâu. Cả hai hạnh phúc trong giây phút về chung một nhà. Trước khi được đón dâu, chú rể và dàn phù rể phải vượt qua thử thách ăn chanh trước khi vào nhà cô dâu. Chú rể nhăn nhó khi thực hiện phần thách đố của nhà gái. Có thể thấy sắc mặt khó đỡ từ nhà trai, nhưng chẳng thử thách nào có thể cản được ông Cao Thắng đón Đông Nhi về dinh. Đông Nhi xinh đẹp trong tà áo dài trắng, cặp đôi hạnh phúc lưu giữ kỷ niệm bên dàn phù dâu, phù rể. Lúc này người hâm mộ đã sẵn sàng để đưa thần tượng về nhà chồng. Cặp đôi vui vẻ chụp hình cùng fan. Người hâm mộ sẽ đi xe máy theo xe đón dâu của đoàn nhà trai. Cặp đôi có khoảnh khắc ngọt ngào trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Đông Nhi và ông Cao Thắng trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Ông Cao Thắng mở cửa xe cho cô dâu của mình. Ban đầu cả hai dự định tổ chức lễ cưới tại thành phố Hồ Chí Minh để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, nam ca sĩ quyết định chiều theo mong muốn tổ chức lễ cưới trên bãi biển của Đông Nhi. Sau khi hoàn tất thủ tục xin dâu, Đông Nhi và ông Cao Thắng di chuyển về phía nhà trai để cử hành hôn lễ. Nữ ca sĩ giơ cao hoa cưới phải chào người hâm mộ. Hàng trăm người hâm mộ đi xe máy hộ tống nữ ca sĩ về nhà chồng. Họ đồng hành với cô dâu từ những ngày đầu ra mắt. Cách đây không lâu, họ cũng tái hiện màn cầu hôn của thần tượng tại sân bay. Trong quá trình di chuyển, Đông Nhi ân cần chăm sóc, lau mồ hôi cho chồng. Trong khi đó, ông Cao Thắng cũng cực kỳ tình cảm hôn má cô dâu. Sáng nay ngày 8 tháng 11, lễ rước dâu trong đám cưới thế kỷ của showbiz Đông Nhi và ông Cao Thắng chính thức diễn ra sau 10 năm bên nhau. Nhà trai đã mang sính lễ với dàn tráp siêu to khổng lồ để đến xin đón cô dâu về nhà. Với gia đình ông Cao Thắng trang hoàng ngập tràn sắc đỏ cùng dàn xe sang đắt tiền. Trong khi đó, nhà gái Đông Nhi cũng rộn ràng trong ngày hỷ sự. Sau lễ rước dâu, cô dâu chú rể sẽ lên đường đến Phú Quốc để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào ngày mai. Ngày 9 tháng 11 với 500 khách mời là bạn bè thân thiết và các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Đông Nhi nhận nhiều kiền vàng, bộ trang sức kim cương từ mẹ ông Cao Thắng. Đông Nhi và ông Cao Thắng vô cùng hạnh phúc trong lễ cưới diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 11. Theo nguồn tin có mặt tại buổi lễ, Đông Nhi đã nhận được của hồi môn là vòng tay, kiềng vàng, bộ trang sức kim cương gồm nhẫn, hoa tai và vòng cổ từ mẹ chồng. Ngoài ra, gia đình nữ ca sĩ cũng nhận được sắp tiền đô từ phía nhà trai. Cận cảnh bộ trang sức bằng vàng, kim cương của Đông Nhi. Được biết, ông Cao Thắng sinh ra trong một gia đình có gia thế khủng. Cha mẹ của ông Cao Thắng làm chủ tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng, lớn nhất nhì ở Việt Nam. Trong lễ cưới, Đông Nhi tâm sự cô vui và hạnh phúc khi bắt đầu vai trò mới, là vợ của ông Cao Thắng. Hai vợ chồng cúi gặp người cảm ơn truyền thông và người hâm mộ đã ủng hộ trong ngày trọng đại. Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi bên dàn phù dâu, phù rể và người hâm mộ. Trong suốt buổi lễ, ông Cao Thắng không giấu nổi sự hạnh phúc. Anh cười tươi và cùng dàn phù rể tạo dáng trước khi xuất phát sang nhà gái. Trong khi đó, Đông Nhi và người thân cũng bật khóc trong giây phút xuất giá về nhà chồng. Cô dâu Đông Nhi xinh đẹp trong tà áo dài trắng. Nữ ca sĩ hạnh phúc chụp hình cùng người thân. Ngay sau khi hoàn thành lễ cưới tại nhà riêng, cặp đôi đã nhanh chóng di chuyển ra sân bay để tới Phú Quốc. Lễ cưới diễn ra tối ngày 9 tháng 11 với sự tham gia của 500 khách mời, trong đó có khoảng 200 người nổi tiếng. Dàn khách mời dự lễ cưới của Đông Nhi gồm 500 người. Sẽ xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất tới Phú Quốc vào sáng ngày 9 tháng 11. Họ ở lại đó tới chiều ngày 10 tháng 11 thì di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong kỷ niệm 10 năm bên nhau, ông Cao Thắng cũng dành những lời ngọt ngào nhắn nhủ đến Đông Nhi. Anh viết: 10 năm lần thứ nhất, cảm ơn em đã luôn bên cạnh, ủng hộ anh và yêu anh yêu em. Ngược lại, nữ ca sĩ cũng khẳng định: em yêu anh.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức.